tuyên truyền công cách mạng lần thứ tư năm 2013 ngày hôm nay. Đầu tiên chúng tôi xin được gửi đến tất cả quý vị đại biểu, các vị khách quý, các đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, khối các cơ quan thành phố Hà Nội long trọng tổ chức liên hoan các nhóm tuyên truyền công cách mạng lần thứ tư năm 2013. Kính thưa quý vị, về dự và chỉ đạo động viên cổ vũ cho liên hoan, ban tổ chức tôi xin được trân trọng giới thiệu có sự có mặt của quý vị đại biểu khách quý. Về phía lãnh đạo đảng ủy khối xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Trương Thị Quỳnh Mai, phó bí thư chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy khối, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Xin được đồng nhiệt chào mừng đồng chí Đặng Quốc Lịch, ủy viên thường vụ trưởng ban tuyên giáo đảng ủy khối. Về phía lãnh đạo thành đoàn xin được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của đồng chí Trần Đức Toàn, ủy viên thường vụ trưởng ban thanh niên công nhân viên chức. Về phía lãnh đạo sở ban ngành, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và chào mừng đồng chí Vũ Thị Mai Phương, giám đốc trung tâm văn hóa Kim Đồng. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Phúc Lộc, phó giám đốc nhóm văn hóa học sinh sinh viên. Liên hoan ngày hôm nay cũng được vinh dự chào đón các đồng chí lãnh đạo của các ban đảng ủy khối thành đoàn Hà Nội, đại diện lãnh đạo các đơn vị đoàn bạn và các đồng chí đoàn viên thanh niên đến từ 54 đơn vị cơ sở đoàn trực thuộc. Vinh dự và đưa tin cho liên hoan có các đồng chí là phóng viên các báo, các đài truyền hình của thành phố và trung ương, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Vâng thưa quý vị, một trong những thành phần liên hoan, ban tổ chức tôi xin được trân trọng giới thiệu các đồng chí tham gia hội đồng giám khảo. Một, đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh, ủy viên thường vụ đảng ủy khối, bí thư đoàn khối các cơ quan thành phố Hà Nội. Hai, đồng chí Vũ Thị Mai Phương, giám đốc trung tâm văn hóa Kim Đồng. Nguyễn Thị Dung, bí thư chi đoàn thanh tra nhân dân thành phố Hà Nội. Xin được trân trọng giới quân kỳ được trình diễn bởi sở thông tin và truyền thông. Xin trân trọng kính mời và một tràng pháo tay thật nồng nhiệt của tất cả quý vị đại biểu, các đồng chí dành cho phần biểu diễn của chúng tôi. Buồn trái
mong đợi sẽ có một buổi liên hoan thành công rực rỡ phải không thưa quý vị? Và xin quý vị hãy cùng chờ đợi, chờ gửi đến quý vị với các khúc được mang.